Hôm nay em muốn thay đổi kiểu tóc như nào? Em muốn nhuộm lại với cả em xem thiết kế mái cho em rồi. Tóc Em mái á? vâng mấy Ok. hôm nay em làm tóc bên anh toàn tay em thiết kế, em có lựa chọn gì đâu. Này xinh nhỉ? Càng ngày càng xinh ấy. Anh thấy em béo lên nhìn xinh hơn đấy. Rồi, thế bây giờ như này nhá. Cái tóc của em ấy, anh thấy sóng thì vẫn còn đang đẹp. Nhưng vấn đề là hoa cho em hai lựa chọn. Một là em có thể giữ sóng này để em nhuộm. Hai là em duỗi ra, bởi vì anh thấy là cái mùa hè này nó cũng đang rất là nóng ấy, nóng ít nhất còn 5 tháng nữa. Nếu mà em để như này thì sẽ sợ nó hơi bông, còn nếu mà làm ấy thì anh sẽ cắt bông chút đi này, sau đó mình duỗi cụp vào cũng được. Thì thật ra cái trán này thì anh vẫn khuyên là nếu mà để thì để mái mái mưa thì đẹp hơn, để mái thì sẽ thay đổi trẻ hơn tí. Anh ok thì anh cắt cho em nhé. Nhà cái mái nó chịu khó xới xuôi một thời gian cho anh nhé, cho vào nếp một chút đã. Mùa hè thôi cứ để kiểu này, mùa đông lại làm sóng sau nhỉ. Của em xong rồi đấy, ưng không? Mùa nào thì nhỉ.